Ngày 20 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn tổ chức huấn luyện cán bộ dự bị động viên từ tiểu đoàn trưởng bộ binh và binh chủng thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện. Trong thời gian 12 ngày, 67 học viên được giáo dục tình hình nhiệm vụ chung của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, truyền thống nhiệm vụ của đơn vị, nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản thi hành huấn luyện quân sự với các nội dung về điều lệnh, công tác tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện. Qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ dự bị động viên làm cơ sở để vận dụng linh hoạt khi có tình huống chiến đấu xảy ra. Đồng thời khẳng định việc xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mang tính chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.